Song Trong Ki vừa nhận tin vui, netizen đã bóng gió chuyện ly hôn ồn ào với vợ cũ Song Hye Kyo. Song trong kỳ mới đây đã đón nhận tin vui khi nằm trong top sao Hàn có sở hữu IQ cao. Netizen ngay lập tức mỉa mai chuyện ly hôn cũ. Cuộc hôn nhân thế kỷ giữa Song Hye Kyo và Song Jong Ki mặc dù đã chính thức khép lại từ lâu, nhưng dường như các netizen vẫn chưa nguôi ngoai được vụ ồn ào này. Thời điểm vụ ly hôn ồn ào xảy ra, nguyên nhân của việc Song Hye Kyo và Song Jong Ki đường ai nấy đi thực sự khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi lớn. Mặc dù vậy, liên tục giữ im lặng giữa những tin đồn không mấy hay ho, Song Hikio và Song Trong Ki đều nhận về không ít chỉ trích của dư luận. Tờ SCMP mới đây đã liệt kê ra loạt những ngôi sao Harry có chỉ số IQ cao với tỷ lệ chỉ 2% dân số thế giới chỉ có số IQ từ 130 trở lên. Đang chú ý trong danh sách này, Tablo của nhóm nhạc Epic High với chỉ số IQ 160 được xem là nghệ sĩ Hàn có chỉ số IQ cao nhất Ngoài ra, sự xuất hiện của Song Trong Ki trên bảng xếp hạng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý và là đề tài bàn luận của đông đảo dân tình. Dù vậy, mọi chuyện không trở nên ồn ào nếu như dân tình không lôi chuyện này ra để bàn tán. Một số thừa nhận Song Trong Ki là nghệ sĩ nổi tiếng sự IQ cao của Hàn Quốc khi nhiều lần nhận được lời khen ngợi về cách ứng xử khéo léo. Tuy nhiên, một số khác, netizen lại bất ngờ bóng gió về chuyện ly hôn vợ cụ Song Hye Kyo và đưa ra lý giải cho chuyện vì sao nam tài tử lại cao tay như vậy. Theo các netizen, Song Trong Ki đã khôn khéo trong vụ ly hôn với Song Hye Kyo khi hành động nhanh tay để đơn ly hôn của mình đã khiến vợ cũ Song Hye Kyo nhận vô vàn gạch đá vì bị cho là ngoại tình. Ngoài ra, việc Song Trong Ki đơn phương công khai chuyện ly hôn trước khi thảo luận với vợ cũ càng khiến cho cục diện của sự việc đẩy đổ lỗi về phía Song Hye Kyo. Giữa thời điểm vụ ly hôn gây nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng Song Trong Ki đã tự tính hết đường đi nước bước cho mình. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của một bộ phận netizen, nhưng dường như câu chuyện Song Trong Ki lọt bảng xếp hạng đã đi quá xa so với câu chuyện ban đầu. Hậu ly hôn cả Song Hye và Song Trong Ki đều không nhắc gì đến tên nhau. Trước trong khi Song Trong Ki quỳ đầu vào các dự án phim thì Song Hye có một thời gian nở ẩn cũng đã tái xuất lại màn ảnh nhỏ.